Trước phong trào làm đồ thủ công ngày càng nở rộ thì cắt bút chì đang là một lựa chọn lạ và độc của giới trẻ Sài Gòn. Nên lớp học cắt bút chì do diễn đàn Lola.vn tổ chức thu hút đông đảo học viên tham dự. Mỗi học viên được trang bị một dao rọc giấy bén, mũi nhỏ, một cây bút chì có thân làm bằng nhựa tái chế, mềm và dễ khắc. Những ai ít khéo léo còn được trang bị thêm băng keo cá nhân để phòng đứt tay. Các học viên tham dự đều chọn những mẫu tự đơn giản như tên mình, tên người thân hoặc tên một địa danh nổi tiếng khắc trên thân bút để thử sức. Đây là lần đầu tiên mình tham gia lớp điêu khắc bút chì. Thì lúc mới vô thì bạn Thơm hướng dẫn cho mình các bước cơ bản rồi lấy dấu rồi đó, nên mình đã làm theo. Làm này thì nó đòi hỏi sự tập trung, phải cẩn trọng một tí, bởi vì nãy giờ làm thì cũng có mấy bạn bị đứt tay đó. Nhưng mà mình đây là tác phẩm của mình. Hiện nay những người đam mê cắt bút chì đã tập hợp và thành lập hội những người yêu thích chạm cắt bút chì trên mạng xã hội Facebook được 2 năm. Có 10.000 lượt thích, trong đó có hơn 200 thành viên từ khắp mọi miền đất nước hoạt động thường xuyên. Thành viên trẻ nhất đang học lớp 8, đa phần đã tìm hiểu và cắt bút chì được hơn 4 năm. Các tác phẩm chủ yếu của các thành viên trong hội là khắc trên ruột bút chì hay tạo hình lạ mắt, làm tranh, siêu độc từ cây bút chì thô kệch, dễ gãy, thường thấy hàng ngày. Trước tiên thì mình nên chọn những cái từ đơn giản thôi. Khi mình thạo trên thân bút chì rồi thì mình có thể chuyển qua ngòi bút chì rất là dễ dàng. Với tác phẩm này thì một chữ lần đầu tiên thì em làm khoảng 20 phút. Nguyên bộ này cũng hơn tiếng rưỡi. Với tác phẩm này thì một tác phẩm em làm khoảng 3 tiếng, một cây như thế này. Còn với chú rồng ngộ nghĩnh uống lượng đẹp mắt như thế này, bạn Đào Thành Phúc phải mất hơn 2 ngày thực hiện các công đoạn uống con bút chì bằng lửa, cạo, khắc và dán cố định các chi tiết. Hay với họa tiết khó và phức tạp như thế này, thành viên Nguyễn Minh Khôi mất hơn 2 tiếng để cho ra một sản phẩm. Những tác phẩm này được làm từ những dụng cụ đơn giản nhưng sắc bén như dao dùng trong phẫu thuật, dao rọc giấy là dụng cụ chính để chạm khắc. Ngoài ra còn có các dụng cụ tự chế để việc khắc dễ dàng và làm cho tác phẩm trở nên tinh xảo. Thời gian đầu thì em cũng chỉ là khắc tặng cho bạn bè thôi. Rồi sau đó thì giống như là bạn bè thấy dạng như những cái sản phẩm đó nó cũng hơi độc đáo. Cho nên là cũng có gợi ý với mình là bán thử coi. Thì sau đó em cũng có bán. Rồi bạn bè cũng có ủng hộ. Khi mà em bán cho một số khách hàng, một số bạn ở Hàn Quốc, ban đầu là họ chỉ đặt một cây, hai cây thôi. Khi mà một lúc sau thì họ lên tăng lên khoảng gần 5-6 cây. Họ nói là cái số tiền, cái khoản tiền của bút ấy, nó quá rẻ so với những cái sản phẩm mình làm ra. Nên họ rất thích và họ muốn đem những cái đó về Hàn Quốc để làm quà tặng cho một số người bạn ở bên đó.